Hello, xin chào hết thảy anh em đã quay trở lại với kênh của nhà cụ Xuân Thăng. Hôm nay bên mình vừa về cái đàn Yamaha PSR 3000, một cái dòng đàn huyền thoại với cặp loa âm thanh rất là khủng nha. Màn hình hiển thị rõ, nhìn nó hơi ngả màu xíu nhưng sao vẫn còn hiển thị đầy đủ và mình nhìn bình thường nha mọi người. Cái đàn này mọi chức năng ok hết, được test đầy đủ cho mọi người. Thì ngoại hình cái đàn này tương đối nha mọi người. Nhưng mà nước sơn thì được sơn lại nên là còn đẹp nha mọi người. Cái dòng này thì nó ra lâu rồi, thì nhà mình muốn cái đàn nguyên zin cái này nó rất là khó. Nhưng mà cái đàn này thì được sơn lại vỏ thì không ảnh hưởng gì hết tới chức năng nha. Khi nhà mua sẽ được tặng bao đàn với lại dữ liệu mình chép sẵn vô trong đàn. Anh em có thể đem cái đàn này đi show dưới sức nha. Hiện tại bên mình chỉ về một cây duy nhất, anh em nào mình cần mua thì mình liên hệ sớm. Cái đàn Yamaha PSR 3000 này giá chỉ hơn 5 triệu thôi. Mọi chức năng hỗ trợ mình rất là nhiều chức năng để mình đi sâu hoặc là mình học tập nha. Rồi, anh em nào mình cần mua thì liên hệ nhà cụ Xuân Thăng, số điện thoại mình để trên màn hình. Anh em có thể kết bạn Zalo để mình coi, mình gọi video trực tiếp mình coi cái đàn này nếu anh em ở xa. Còn nếu mà anh em ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì có thể tới trực tiếp địa chỉ nhà cụ Xuân Thăng, số 106 đường Đông Hưng Thuận 5, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.